Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay thì tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng C đến từ thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật Bản. Quý vị các bạn nhé, đó chính là chiếc xe Mazda 3. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết ở Mazda 3 nó có phiên bản sedan, phiên bản hatchback. Trong phiên bản sedan thì nó có gồm những cái phiên bản Deluxe hoặc là phiên bản Luxury. Phiên bản Luxury là phiên bản đầy đủ nhất rồi. Thì ngày hôm nay thì tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe Mazda 3 sedan phiên bản Luxury, phiên bản cao nhất quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2021 và đăng ký tháng 12 năm 2021, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Và chiếc xe này mới lăn bánh có 1.2 km thôi các bạn nhé, 12.000 km các bạn ạ. Rất là mới, rất là đẹp, không khác gì một chiếc xe mới luôn. Màu đỏ pha lê đây các bạn này. Còn bảo hành dài tại hãng, cho nên là quý vị và các bạn có thể yên tâm luôn, tuyệt đối nhé, có thể check hãng, full lịch sử bảo hành, bảo dưỡng tại hãng ạ. Và chúng tôi vẫn cam kết thêm với quý vị và các bạn về chiếc xe này, đó là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc còn nguyên bản ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 599 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda 3 2021 phiên bản Luxury biển Hà Nội này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Chiếc xe này chúng tôi vẫn bán hỗ trợ trả góp quý vị các bạn nhé, vì vậy mà quý vị các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi, số tiền còn lại là 7% thì quý bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà quan tâm thì chúng tôi mời quý vị và các bạn hãy liên hệ ngay nhé. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Mazda 3 sedan 2021 phiên bản Luxury này. Mời quý vị và các bạn, tất cả là còn nguyên bản và còn rất là đẹp nhé. Dàn lốp theo xe còn nguyên, lốp xưa cua chưa hạ các bạn nhé. Mời quý vị và các bạn.
Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Mazda 3 phiên bản Luxury siêu lướt 2021 này các bạn nhé. Chiếc xe này thì còn bảo hành dài tại hãng, cho nên là chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn. Thứ nhất là chiếc xe không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản hết luôn ạ. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 599 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda 3 2021 phiên bản Luxury này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Mazda 3 này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.